Lô lô anh em ơi, giá hủy diệt anh em ơi. Chúc mừng anh em đã xem được video này. Chúng ta đang chạy qua chương trình Black Sale, còn 2 tiếng nữa là kết thúc. Với số lượng là chúng ta sẽ được khuyến mãi cám 5/8 với giá 2.000 anh em à. Cám 5/8 với giá 2.000 trực tiếp tại Box Guppy. Và số lượng giới hạn là 20 phần quà. Mua ngay anh em nào nhanh tay, còn chậm tay thì hết nha. Rồi rồi, nhanh tay còn chậm tay thì hết. Đây là phần quà của Shopee dành tặng cho shop mình, và shop mình sẽ tặng lại cho anh em. Với mỗi 2k thì anh em chỉ có 2.000 thôi, anh em mua được 50g cám thái. Thì nói chung là giảm rất là mạnh mẽ luôn đúng không ạ? Tất nhiên là người ta bù lỗ cho mình rồi. Thì kèm theo đó thì bên trang của chúng ta có rất nhiều sản phẩm khác. Nếu như anh em mua được cám 2.000 giá rẻ này rồi thì anh em nhớ ủng hộ các sản phẩm khác của Box Guppy nha. Đó, các sản phẩm khác của Box Guppy đây, rất là nhiều sản phẩm cho chúng ta lựa chọn. Rồi thì tham quan nha, đường link khuyến mãi mình sẽ để phía dưới. Rồi xin chào anh em đang xem video của Box Guppy Channel. Wow. Thì như thông tin thì anh em theo dõi cũng đã biết đó, tình hình dịch bệnh hiện tại đã đang trở lại rồi, và khẩu trang là một trong những cái điều mà chúng ta đang rất là nóng. Thì cái khẩu trang mình đang đeo đây là khẩu trang 3D premium. Không giấu gì anh em thì hôm nay á thì bên gia đình của mình ở dưới quê á thì họ đang sốt khẩu trang dưới rất là nhiều, và gia đình mình tìm mua không được khẩu trang, có nhờ mình ở trên đây để tìm mua khẩu trang gì họ. Thì cũng may mắn là sáng nay mình đi sớm, cho nên mình cũng quen được một anh bạn á, anh cũng chơi cá, cũng là coi như là khách của mình luôn á. Thì ảnh làm bên lĩnh vực y tế, thì cũng may là dò hỏi được thì ở chỗ này họ cung cấp khẩu trang. Thì đây là loại khẩu trang 3D, nó có lớp kháng khuẩn ở giữa và đây là dạng 4 lớp. Và mình hồi buổi sáng nay mình đi và mình mua được 2 thùng, mỗi thùng là nó cỡ khoảng 100 hộp cái loại này. Thì nói không nhiều nữa thì là mình cũng có ý định là nếu mà ở dưới quê của mình á, là ở thành phố Nha Trang, quê bên bên ngoại mình, ở dưới đó mà tìm còn khó nữa thì ở trên thành phố này á lại là cũng như là cái xưởng luôn, rất là nhiều xưởng sản xuất khẩu trang trên thành phố mà hiện tại lại còn cháy hàng nữa, thì những anh em ở xa ở tỉnh á thì sẽ khó khăn hơn trong việc mua khẩu trang. Thì như vậy mình mua được 2 thùng thì mình có ý định là giữ lại 1 thùng để xài và 1 thùng mình chia lại cho anh em xài. Vì hồi sáng mình mua xong rồi đó, lập tức là giá nó tăng luôn anh em, hiện tại là cháy hàng luôn, không có hàng luôn, và giá đang tăng lên rất là dữ dội. Mình mua cái này được, may mắn thôi, mua chỉ được có 50.000 một hộp thôi, thì mình mua bao nhiêu mình sell lại anh em bấy nhiêu. Chắc mình sẽ tạo một cái đường link trên Shopee, thì để đường link trên đó mình mua là 50k đó, một hộp như vậy là có 10 cái khẩu trang là mình xài đó, không rất là ok. Nó có dạng của con nít nữa, nhưng mà con cũng dạng nít là mình mua được có 2 hộp thôi, nên mình không có share được cho anh em, để cho mấy đứa cháu ở nhà nó xài. Còn nói chung cái dạng này nó cũng vừa khích lắm, con nít xài vẫn được, nhưng mà dạng kia form nó nhỏ hơn, xài con nít xài sẽ đẹp hơn, thoải mái hơn, này hơi to. Rồi thì nói chung là mình sẽ để là anh em chia sẻ lại 1 thùng thôi, mình thì 1 thùng mình sẽ giữ lại cho gia đình mình xài nữa, thì không có nhiều độ. Hiện tại nếu như anh em thấy đó, nó cũng sẽ không có trên thị trường nhiều hàng này nhiều. Cái giá của mình thì mình để lại bằng, cũng coi như là anh em vui vẻ với nhau. Nếu mà muốn ủng hộ thì mua kèm thêm hũ cám hay hũ ATM giúp mình là mình vui lắm rồi. Còn không thì thôi không sao. Thì mình chỉ có 100 hộp thôi, 100 hộp thì tính ra cũng được 1.000 cái đó. Nhưng mà nói chung là chắc sẽ không đủ đâu, thị trường hiện tại không có. Rồi đây là 1 thùng nha anh em. À, nó sẽ có 4 lớp chúng ta. À, đây là hàng của hãng công ty. Đó, đầy đủ kiểm định đồ đầy đủ nha. Đó thì hàng này là anh nó làm ở bên y khoa mà, nên mình rất là tin tưởng.
chung là xài cái khẩu trang y tế kia mình sợ lắm, sợ cái là sợ họ dùng cái hàng mà hàng tự sản xuất á, hồi trước đọc báo là sản xuất gì nó dùng giấy vệ sinh gì tùm lum la hết á, còn hàng này thì an tâm. Giá hiện tại là hình như ở lên 70-80 ngàn hộp rồi đó, tại vì mới có thông tin là bị nhiễm bệnh thêm. Có một hộp là như vậy nè anh em, 10 cái trong đó nha, có kiểm định đồ đầy đủ cho anh em, thì mình mua cái nào xài thì mình bán cái đó luôn. Nó có tem đồ đàng hoàng nha anh em, có tem niêm phong đàng hoàng nha, hai đầu đều có tem niêm phong đó. Rồi vậy nha, đường link sẽ để phía dưới video này, anh em nào có nhu cầu thì có thể đặt hàng, thì đặt vừa đủ xài thôi nha, chứ đừng có mua cầu đặt về bán tội nghiệp mình nha, đặt về xài thôi anh em, vừa cho anh em khác người ta đặt đó nha, tại mình cũng không thể giới hạn số lượng đặt được. Nói cho nên anh em nào mà xài thì mình nói trước ở đây, anh em vui vẻ nha, mỗi người một ít mà xài 5-10 hộp cũng được thôi, nhưng mà đừng có đặt nhiều quá để anh em khác có phần nữa. Một hộp 10 cái nha. Rồi thì cái khu vực Đà Nẵng nó bị bệnh là cái khu vực nói chung là rất là nguy hiểm, nguy kịch luôn. Tại vì bị vào ngay cái lúc mà nghỉ hè, con học sinh đồ nghỉ hè nè, bây giờ cái lúc mà xã hội vừa ngưng cách ly, mọi người rất là muốn đi du lịch và rất là mong muốn đi du lịch luôn, bản thân mình cũng vậy, mình rất muốn đi du lịch sau khi cách ly luôn, nhưng mà xui cái bị tai nạn bữa đó, như những anh em theo dõi mình sẽ biết, nên không đi được. Bản thân mình công việc bận rộn vậy mà mình sẵn sàng bỏ hết việc mình đi du lịch, thì rất nhiều người khác có cơ hội đi du lịch, và hiện tại là rất nhiều nơi, rất nhiều người đi du lịch từ Đà Nẵng đã trở về. Nếu như nó bị ở một cái thành phố á, không phát triển du lịch mạnh như Đà Nẵng á, thì nó sẽ bị chỉ gói gọn những người trong đó bị thôi, đúng không? Còn ở đây bị ở Đà Nẵng là khách du lịch rất là nhiều, nên chúng ta hãy cố gắng bảo vệ bản thân của chúng ta đó. Cố gắng bảo vệ bản thân của chúng ta. Khẩu trang này là giúp chúng ta được 35% cơ hội kháng bệnh. Nếu như mà người bệnh không đeo khẩu trang á, người bệnh đeo khẩu trang và người mình đeo khẩu trang luôn nè, thì cái khả năng kháng bệnh lên tới 65%. Và khi chúng ta đeo khẩu trang, hai người, một người bệnh và một người không bệnh, đeo khẩu trang mà cách nhau hơn 2 mét, thì khả năng truyền bệnh nó là 0% kháng được bệnh. Thì nói chung điều tiên quyết quan trọng nhất là chúng ta phải có khẩu trang, và đó là khẩu trang phải là khẩu trang ok, nó có lớp kháng khuẩn ở giữa, và đây là 4 khẩu trang dạng 4 lớp. Không, mình đeo khẩu trang mà mình nói chuyện cũng rất là ok anh em ha. Cái độ co giãn nó có nè, lúc đầu mình nghĩ là nó nhỏ nhưng mà đeo vô rất là khớp, nó che những thứ mình cần che và nó sẽ ôm hết cái mặt của mình. Thường là những khẩu trang y tế nó sẽ hở như cái này nè, nó sẽ hở nhưng cái này sẽ ôm sát chúng ta đó. Dù khuyến nghị cái này là đeo một lần, nhưng mà chúng ta đeo nhiều lần thì cũng ok thôi, 2-3 ngày 2 lần cũng được, để tiết kiệm anh em à. Thiệt á, chứ mình anh cứ xôi khờ với nhau, cái nào mình cần mình dùng thôi. Rồi thì rất là nhiều rồi, tình hình bây giờ cũng đang rất là phức tạp rồi. 11 người ở Đà Nẵng đã bị trong cộng đồng và chưa biết nguồn gốc là từ đâu. Và đôi khi là những cái người đi từ Đà Nẵng du lịch, họ trở về họ cũng mang mầm bệnh trong người rồi, nó sẽ không kiểm soát được. Nên tốt nhất là chúng ta là những người bảo vệ bản thân của chúng ta trước. Như trước khi đó mình đã nói, bảo vệ bản thân của chúng ta là bảo vệ trước tiên là những người trong gia đình của chúng ta. Sau đó là chúng ta đang có ý thức để bảo vệ toàn bộ cộng đồng này. Những cái thằng kia nó mang bệnh về, nếu nó không có ý thức thì chúng ta cũng không thể nào mà như tụi nó được. Và chúng ta bây giờ trách cứ thì nó cũng không giải quyết được gì, mà chúng ta phải nâng cao cảnh giác, bảo vệ bản thân là cái cách mà mọi người đều cần phải làm, và chúng ta đều cần phải chung tay. Cái này nó nguy hiểm hơn lần đầu nữa. Lần đầu là em Nhung về, cái thằng phi công nè, cái bà ở Phan Thiết nè, là cái lúc đó là dịch bệnh nó phát triển rất là mạnh, cho nên mọi người chúng ta đều có cảnh giác cả, đúng không ạ? Lúc đó là dịch bệnh trên toàn thế giới diễn ra rất phức tạp, ở Việt Nam nó chưa mạnh nhưng thế giới nó diễn ra rất là phức tạp.
mọi người chúng ta đều có cảnh giác, nhưng đợt này chúng ta không cảnh giác, chúng ta lại đẩy mạnh du lịch vào cái khoảng thời gian này. Điều đó mình nói không phải là đẩy mạnh du lịch là sai, nhưng mà điều không lường trước nó đã đến. Má nói giết nó đi rồi. Điều không lường trước nó đến là có những dịch vụ người ta trốn cách ly về nước và mang mầm đợi nó rồi nước. Má là chứ. Thôi coi cá đi, nói nữa chửi mấy người đó mệt quá à. Thôi nói hồi chửi thời nói anh em ơi. Coi cá đi nha. Nay về cá viết. Đây và đây là lý do mình thích quay top view dòng này. Dòng này chúng ta nuôi hồ nông bộ, nuôi hồ sùng xốp á, ánh sáng tốt á, nó rất là đẹp luôn. Nó vảy trên lưng nó dày cộm và màu sắc nó rất là tươi khi mà chúng ta nuôi ở những cái nơi mà như là sùng xốp, hồ lưu chậu rồi đó. Hồ kính này nuôi nó vẫn ok, nhưng mà mình thích cái kiểu nuôi này hơn, nó phù hợp với lại cái điều kiện này hơn. Đó anh em có một cái hồ nông bộ hay là cái một cái thùng xốp mà trồng cây rồi xanh xanh rồi vô thạch nuôi này tuyệt vời. Thì dòng này mình đang khuyến mãi nha anh em, cơm bò 2 cặp 300k, quá đẹp luôn anh em nha. 2 cặp 300k, bản đuôi nó là bản đuôi hấp môn đó, hoa văn nó thì ok, rất là nhiều màu sắc. Rồi tiếp theo đây là khuyến mãi này khủng đó. Anh em thích Dumbo rồi đừng bỏ lỡ khuyến mãi này nha. Đây là Dumbo rất tay hàng tuyển, tay bơ rất là khủng anh em nha. Đó, mà máy đi bông luôn. Rồi tay bơ dữ lắm nha. Đó, anh em nhìn đó, tay bơ xanh đậm và rất là màu luôn, rất bắt mắt luôn. Tay bơ này đặc biệt cái là màu tay bơ rất là đậm và tay bơ rất là to. Đó, thấy chưa? Bộ này tôi bơi rất là tuyệt vời luôn. Và hàng này mà anh em lưu ý là sẽ khuyến mãi rất là lớn nha. Một combo 2 cặp sẽ giảm chỉ còn 300k thôi. 2 cặp 300k cho hàng tuyển này luôn. 200k 3 cặp, 3 cặp lột 300k 2 cặp. Xin nhắc lại 300k 2 cặp Dumbo Red Tie. Máy rebond nha. Chống sẽ là chống tuyển. Anh em thích chống thường hay chống rebond thì cũng được cả, đều là chống tuyển tay khủng cả. Đó, tay cực khủng luôn á nha. 300k 2 cặp. Trời ơi, con trống nè. Tay bơ nó quá trời dài luôn. Không những dài mà tay bơ này đậm màu và bản to. Giá rất là mềm luôn. Rồi, đầu tiên ở đây mình sẽ khuyến mại dòng này. Trước mặt chúng ta là Lure & Lure Japan. Golden Lure & Lure Japan nha em.
Thì tại sao là gọi là golden? Thì cái đầu nó sẽ vàng, đó, rất là bắt mắt luôn anh em nha. Hàng này chơi thủy sinh hay chơi hôi hồ, chơi gì cũng đẹp hết luôn. Đó, lên một hồ rất bá cháy luôn, mà mình sẽ khuyến mãi mạnh dòng này anh em nha. Rất mạnh, khuyến mãi rất mạnh luôn. Hàng này mình sẽ khuyến mãi một combo 4 cặp loser băng hành lên, combo 100k 4 cặp, chỉ có 100k. Và chơi thủy sinh cực bén luôn. Thấy không, mới đổi lên hồ mà lên màu đã thôi nè. Cái đầu nó vàng nha. Đặc biệt đây là Golden Loser Băng Hander, một trong những dòng rất là hot chơi này. Thủy sinh 100k 4 cặp, không nói nhiều, rất tốt. Tiếp theo đây chúng ta có một dòng rất là đẹp luôn, cũng rất là khỏe và dễ chơi, cũng là một dòng rất là phổ thông. Đây là Dumbo Moses Hub Moon, sở hữu bốn đuôi Hub Moon và hao văn càng chịch, cộng với tơ bờ lên màu xanh. Màu sắc rất là sặc sỡ khi ở dưới ánh nắng hoặc ánh đèn. Chúng ta sử dụng đèn LED cho anh em thấy đó, rất là đáng chơi. Và combo này sẽ khuyến mãi rất mềm cho anh em là 200k 3 cặp, 200k 3 cặp. Và với một combo mạnh mẽ hơn là combo lớn, combo 400k thì mình sẽ sell mạnh cho anh em luôn. 400k anh em sẽ được 8 cặp anh em nha, 200k 3 cặp, 400k 8 cặp, rất là mạnh luôn anh em à. Hàng rất là đẹp luôn nha, đừng bỏ lỡ dòng này 200k 3 cặp, nhất là những anh em đang mới chơi, mới tập chơi. Rồi tiếp theo ở đây chúng ta có là Lutobot hàng Zen. Thì hàng này mình sẽ sell với combo là 200k 3 cặp anh em nha, 200k 3 cặp, rất đẹp luôn, xanh thiên thanh rất đẹp luôn, 200k 3 cặp rồi ạ. Vâng, dòng tiếp theo chúng ta sẽ khuyến mãi giá rất tốt hôm nay, đó chính là chiếc mũi là coi sọt Zen Reborn. Thì trong bộ Reborn ra người ta gọi là Zen Reborn, những con không có tốt chất Reborn thì chỉ gọi là Zen Reborn thôi. Đó, thì anh em thấy đó, nhiều con form rất khá là ok. Hàng này sẽ sell mạnh nha, 200k 3 cặp và combo 400k chúng ta sẽ được 7 cặp dòng coi sọt này. Và như thường lệ thì mình thấy thường thì anh em vô sọt này là thích chống rebound, thì combo này sẽ kèm mái gen như clip anh em xem và chống rebound. Form khá là đẹp, tướng là cá còn tơ, cho nên em giữ form to lên thì sẽ có nhiều con sẽ đạt chuẩn super sọt đó. Nhưng đây bán xa cả thôi, 200k 3 cặp và combo lớn hơn là combo 400k chúng ta sẽ được 7 cặp. Ngay sau đây sẽ quay chống. Vâng, đây là chống vi bông, chúng ta sẽ ghép với lại máy gen như hồi nãy vừa quay đó, rất là tươi luôn anh em nha, rất là tươi luôn. Thì combo 200k 3 cặp, 400k là 7 cặp luôn, trời xét giá luôn. Nhiều con phơm cũng khá là cục ngắn anh em đó, thấy không? Nói chung là giá là rất là tốt rồi, anh em cứ thử qua mua thì tranh thủ đi, số lượng không có nhiều nha, hết cá là hết khuyến mãi anh em nha. Thì dòng này không có giới hạn số lượng được, thường mình khuyến mãi cái bộ này thì khách bắt dữ lắm. Tạm thôi nhìn thì thôi chứ có 20-30 cặp à, người 4 cặp, người 7 cặp, 3-4 người là hết cả bay.